JK Audio nghe chưa đủ thấy sẽ tin. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube JK Audio. Hôm nay ngày 2/4, JK Audio nhận được rất là nhiều đơn hàng. Thì trong đó có đơn của anh Thanh ạ. Vâng, anh đơn cuối ngày ạ, anh Thanh. Anh ở huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Vâng, sau khi anh có xem kênh YouTube, anh có đặt cho mình một cái lọc xì DBX231. Vâng, trước tiên em thay mặt công ty JK Audio được cảm ơn anh Thanh nhé. Vâng, anh ở Yên Bái. Vâng, anh Thanh ạ, thì đây là cái lọc DBX đây ạ. Vâng, lọc DBX. Vâng, mã là 231. Vâng, đây là hàng mới bên em bảo hành tranh 1 năm anh nhé. Vâng, hộp của anh thì bên em đã để sẵn này, thì nữa bên em test xong bên em sẽ đóng hàng cẩn thận. Vâng, anh có trao đổi, anh có cái âm ly thì bên em cũng đang ghép với âm ly đây ạ. Vâng, âm ly 506 bản có Bluetooth nhập China, hàng mới. Vâng, và bên em đang ghép với một đô la Pioneer F75, hàng của bên em cũng mới về, rất nhiều bác đang săn lùng cái đô la Pioneer F75 này. Bên em mới về được mấy chục đôi để phục vụ các bác mọi miền tổ quốc. Vâng, quay trở lại cái chủ đề chính đi ạ. Vâng, cái lọc DBX của anh Thanh nhé. Đây ạ, cái dòng này là DBX dòng cho gia đình cao cấp để hỗ trợ cho giải âm được tốt hơn, gồm 62 cần gạt với mỗi bên là mỗi một kênh là 31 cần, thì là bên em đã chỉnh sẵn cho anh để về anh chỉ việc phối ghép đấy ạ. Vâng, và dây rắc thì bên em cũng tặng kèm dây rắc kết nối anh nhé. Vâng, bên em sẽ tặng hết dây 4 rắc 6 ly và một cái rắc AV08 để anh kết nối xuống âm ly. Vâng đi ạ. Vâng, thì đây bên em sẽ gói ghém đầy đủ trong cái lọc DBX này cho anh để anh về anh chỉ việc phối ghép. Vâng, về cơ bản thì là chỉnh thì bên em đã chỉnh sẵn cho anh đấy, anh bảo là anh không biết chỉnh thì bên em đã chỉnh sẵn rồi ạ. Anh chỉ để ý cho em là cái ở đây này, ở bên góc tay trái này, góc tay trái có chữ DBX đây. Thứ nhất hai cái lúm này là hai lúm volume này, đều to nhỏ được anh này. Đấy ạ, em cho to lên tí này đấy thì anh biết được, và cho nhỏ đi đi ạ. Vâng, hai lúm to nhỏ để can thiệp về cái phần music, phần âm nhạc. Anh cứ để 12 giờ cho em, nếu mà bé quá anh cho to lên. Đây là cơ bản cho em. Vâng, về cái nút đỏ đây thì anh nhớ ấn vào để hiện đèn đỏ lên để nó cộng biên độ, nghe giải âm nó rộng hơn. Cả hai cái trên dưới này anh đều bật đèn lên nhé. Riêng có cái EQ bypass này anh này. Đấy, em cho nhỏ đi tí. Riêng cái chữ EQ bypass này ở hai cái kênh trên dưới này anh phải tắt đèn lên cho em đi nhé. Anh tắt đèn đi thì là cái nhạc đi qua cái lọc xì nó đã xử lý bởi các cần gạt. Anh bật lên thì nó sẽ không đi qua được ạ. Vâng, em thử cho anh nhé. Anh bật lên nhạc nó sẽ không đi qua mà đi thẳng luôn. Đây anh bật lên này. Thì nhạc rất là bí. Nhạc rất là bí. Đây là người ta để cho chữ FQ bypass này để cho anh và quý vị và các bạn so sánh mà khi không có lọc và có lọc. Đấy ạ. Thì nhạc rất là bí anh nhé. Anh phải nhớ cho em tắt cái này đi này. Đây anh tắt đi. Đấy ạ. Thì cái giải âm rất là hay, rộng hơn rất là nhiều. Vâng, đặc biệt là rất là dày vì nó can thiệp được các cái giải bass. Giải bass rất là tiện và tinh tế. Từng giải tần số 1 và can thiệp giải chép rất là nhuyễn, nghe rất là sạch tiếng. Đấy ạ, bên em đã chỉnh sẵn cho anh. Vâng, giải chung thì là giải lời thì thường chúng ta để theo mặc định của nhà máy thôi, mặc định của nhà sản xuất, không phải can thiệp nhiều. Anh chỉ can thiệp vào giải bass và giải chép thôi để nghe chất âm được sạch hơn, tách bạch hơn. Đấy thì cũng như anh có âm ly thì em đang phối ghép đi ạ. Vâng, em hãy thử tắt cho anh đi nhá. Đây này, cái kèn này anh tắt đi này. À, anh bật lên này. Đấy thì là cái nhạc nó không đi qua cái lọc gì, nó đi thẳng luôn, nghe là rất là tối, cái bài nhạc nó dừng nó không được hay. Đấy, anh phải tắt nó đi này. Đấy, em tắt cho anh để anh thử và anh về anh sử dụng cho nó quen nhá. Đấy, em bật lên này. Đấy, anh tắt chữ EQ33 đi, không cho đèn sáng nữa thì bắt đầu nhạc được xử lý rất là chi tiết. Vâng, còn cái biên độ đây, Ganger đây thì anh phải bật đèn nó lên. Đấy, cái lọc cắt này anh không cần để ý được. Đấy, còn cái này là volume. Vâng, nhạc hết, để em bật lại tí ạ. Đấy, em lại bật nhạc để em hướng dẫn anh. Vâng, quay ra phía sau để hướng dẫn anh cách kết nối nhé. Về kết nối thì là có hai hình thức kết nối. Thứ nhất là bằng jack Canon, thứ hai là jack 6 ly. Thì bên em tặng anh jack 6 ly để cho nó tiện, nó không phải jack Canon to ạ. Đây, anh để ý cho em hai chữ input đây này. Đây là tín hiệu đầu vào, anh lấy từ TV hoặc từ máy tính hoặc từ điện thoại thì anh nhớ cho em.
hai chữ input này là tín hiệu đầu vào. Đây là tín hiệu đầu vào em đang kết nối với lại cái máy tính. Đấy. Output thì là anh được xuống âm ly. Đấy, output hai bên đấy ạ. Vâng, một bên này và một bên này. Rất xa nhau anh nhé, nó không gần nhau đâu. Input cũng rất là xa này và output rất là xa. Đấy, anh để ý cho em hai chữ in và out. Out là anh được xuống âm ly. Đấy, anh được xuống âm ly đấy ạ. Vâng, như này là cái âm ly của anh đã được kết nối với lọc xì và hoạt động rồi ạ. Vâng anh Thanh nhé, thì em đã hướng dẫn anh rất là chi tiết. Anh nhận hàng, anh không biết kết nối thì anh có thể gọi điện Zalo cho bên JK Audio để được, bằng hình ảnh để được hướng dẫn chi tiết. Vâng, hiện tại cái lọc DBX 231 này của anh Thanh hoạt động rất tốt và ổn định. Vâng, sau đây em xin phép bỏ ra cho nhân viên đóng hàng gửi cho anh sớm nhất. Vâng, sau cùng thì em thay mặt công ty JK chúc anh Thanh, anh ở Yên Bái, gia đình sức khỏe dồi dào. Vâng, chúc anh luôn luôn nhiều may mắn cho công việc và cuộc sống. Vâng, xin chào anh Thanh và hẹn lại vào các video sau ạ. Vâng, đây anh Thanh nhé, sau khi bên em đã kiểm tra và bọc lót rất cẩn thận với cả màng kit chống nước thì có thể vận chuyển đi xa được. Vâng, đây là thông tin địa chỉ của anh đầy đủ nhé. JK Audio mong anh nhận được hàng sớm, anh trải nghiệm ạ.